Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 7 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin viêm phổi Vũ Hán chính thức lan ra trong cộng đồng ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Bệnh nhân nam 23 tuổi ở Nam Từ Liêm, Hà Nội trở thành người đầu tiên nhiễm viêm phổi Vũ Hán sau hơn 100 ngày thủ đô không có ca mắc cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đắk Lắk chiều ngày 29 tháng 7 đã ghi nhận thêm 4 ca mắc viêm phổi Vũ Hán. Cả 4 ca đều là các trường hợp ghi nhận tại cộng đồng. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh có 2 ca, Hà Nội 1 ca, Đắk Lắk 1 ca. Và con số này tăng lên từng ngày, từng giờ. Đây là hình ảnh bệnh viện Đà Nẵng di chuyển người nhà bệnh nhân đến các khu cách ly tập trung chiều ngày 27 tháng 7. Sau ca bệnh số 416 ở Đà Nẵng, đến nay đã phát hiện thêm 34 ca bệnh mới, nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc lên 450 ca và tiếp tục tăng. Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống viêm phổi Vũ Hán chiều tối 29 tháng 7 cho biết đã ghi nhận thêm 4 ca viêm phổi Vũ Hán, cụ thể như sau. Ca bệnh số 447, tức là bệnh nhân 447, nam 23 tuổi ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Từ ngày 12 đến 15 tháng 7, bệnh nhân đi du lịch tại thành phố Đà Nẵng. Ngày 23 tháng 7, bệnh nhân bị sốt, ho, mệt. Ngày 25 đến 28 tháng 7, bệnh nhân tự cách ly ở nhà. Ngày 28 tháng 7, bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương được lấy mẫu. Kết quả, ngày 29 tháng 7, dương tính với viêm phổi Vũ Hán. Ca bệnh số 448, còn gọi là bệnh nhân 448, nữ 21 tuổi ở Ia Thiu, huyện Cư Kiêu, tỉnh Đắk Lắk. Theo lời khai, bệnh nhân là sinh viên lớp 17 CE Trường Đại học Đông Á, thành phố Đà Nẵng. Từ ngày 22 tháng 6 đến 17 tháng 7, bệnh nhân thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Ngày 20 tháng 7, bệnh nhân có biểu hiện sốt kèm đau họng nhưng không khám bệnh. Ngày 26 tháng 7, bệnh nhân được bạn ở cùng phòng chở từ nhà đến Bệnh viện Đà Nẵng, xuất phát lúc 19 giờ cùng ngày từ thành phố Đà Nẵng về thành phố Buôn Ma Thuột bằng xe khách tuyến Thanh Hóa - Đắk Lắk. Trên xe, bệnh nhân đeo khẩu trang và không tiếp xúc với những người xung quanh. Ngày 27 tháng 7, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ngày 28 tháng 7, bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả vào ngày 29 tháng 7 là dương tính với viêm phổi Vũ Hán. Ca bệnh số 449, còn gọi là bệnh nhân số 449, nam, 57 tuổi, quốc tịch Mỹ, sống ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Ngày 26 tháng 6, bệnh nhân sốt, ho, khó thở, đau mình và nhập viện Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng. Ngày 6 đến 20 tháng 7, bệnh nhân chuyển điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 20 tháng 7, bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện Chợ Giấy, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 21 đến 27 tháng 7, bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện Quốc tế City, Thành phố Hồ Chí Minh. Ca bệnh 450, bệnh nhân số 450, nữ, 46 tuổi, là người chăm sóc bệnh nhân số 449. Ngày 26 tháng 7, bệnh nhân có triệu chứng sổ mũi, mệt mỏi. Ngày 27 tháng 7, bệnh nhân 449 và bệnh nhân 450 được lấy mẫu gửi Bệnh viện Nhiệt đới, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả ngày 28 tháng 7, dương tính với viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh do khách lưu trú bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán, nên một số khách sạn đối diện Bệnh viện Chợ Giấy ở Thành phố Hồ Chí Minh đã bị phong tỏa. Trong khách sạn có 5 nhân viên và 48 khách đang lưu trú. Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 450 ca mắc viêm phổi Vũ Hán và con số này vẫn tăng lên hàng ngày. Trong đó, 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay và 369 ca đã khỏi. Thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa hai điểm liên quan đến các ca mắc viêm phổi Vũ Hán. Vào ngày 29 tháng 7, lực lượng chức năng ở Thành phố Hồ Chí Minh đã phong tỏa một khách sạn trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 11 và một con hẻm trên đường Hoàng Ngân, quận 8. Đây là nơi bệnh nhân mắc viêm phổi Vũ Hán tại Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên lui tới thuê trọ và sinh hoạt. Bệnh nhân ở Hà Nội thì đã đi nhiều nơi. Về ca nhiễm ở Hà Nội, tin từ ngành y tế cho hay bệnh nhân là NTH, 23 tuổi, địa chỉ ở Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm, là nhân viên đầu bếp tại cửa hàng pizza, địa chỉ số 106 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy. Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hà Nội cho biết, đến 12 giờ trưa ngày 29 tháng 7 đã điều tra xác minh có 69 trường hợp tiếp xúc gần với người nghi nhiễm F1. Tất cả các trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển đến Bệnh viện Công an thành phố để cách ly. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói cần tính đến khả năng tình huống xấu nhất trong lúc có thêm ca dương tính viêm phổi Vũ Hán tại Đà Nẵng và Quảng Nam. Đây là hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói cả hệ thống chính trị, trước hết là ngành y tế cần chia lửa với Đà Nẵng. Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh có thêm 7 ca nhiễm mới trong ngày thứ 3 28 tháng 7 với 3 bệnh nhân ở Quảng Nam
và 4 người ở Đà Nẵng. Như vậy, trong 4 ngày qua, từ 25 đến 28 tháng 7, riêng Đà Nẵng đã ghi nhận 18 ca nhiễm, Quảng Nam 3 ca và Quảng Ngãi 1 ca. Các ca Quảng Ngãi, Quảng Nam đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến Đà Nẵng. Trong tổng số 22 ca nhiễm mới trong cộng đồng cho tới nay, ít nhất 2 ca được mô tả là trong tình trạng nặng và phải thở máy. Và một số nhóm y bác sĩ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã được điều tới Đà Nẵng để hỗ trợ cho các ca có bệnh nền và giảm tải cho gánh nặng y tế của thành phố này. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán nói: "Cả hệ thống chính trị, trước hết là ngành y tế cần chia lửa với Đà Nẵng, không phân biệt bệnh viện tuyến trung ương với địa phương hoặc địa phương với địa phương và không để xảy ra trường hợp nào tử vong." Ông nói tiếp: "Chúng ta không bất ngờ trước tình hình dịch bệnh ở Đà Nẵng, nhưng trong chiến dịch bao giờ cũng phải lường đến tình huống xấu nhất, tính đến cả tình huống xấu nhất này. Đến thời điểm hiện nay, các tỉnh, thành phố như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, đặc biệt là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đều có nguy cơ có những người liên quan đến Đà Nẵng, nhưng thành phố này hiện đang là ổ dịch. Do đó, cả hệ thống chính trị, trước hết là ngành y tế, cần chia lửa với Đà Nẵng." Đây là hình ảnh Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nói, đặc biệt lưu ý đến tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ông Nhân được dẫn lời nói trong phiên họp ngày 28 tháng 7 rằng đây là mối nguy cơ cao. Báo Tuổi Trẻ đã đưa tin trước mắt sẽ tiến hành xét nghiệm khoảng 10.000 người là nhân viên y tế, bệnh nhân và các bệnh viện được phát hiện có ca lây nhiễm, người dân ở khu vực nguy cơ và người nước ngoài. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh nhu cầu đặc biệt lưu ý đến tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ông Nhân được dẫn lời nói trong phiên họp vào ngày 28 tháng 7 rằng đây là mối nguy cơ cao, từ đó yêu cầu mỗi người dân, mỗi gia đình phải chủ động phát hiện và thông báo kịp thời cho chính quyền và y tế địa phương để tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Và xác định rõ nguy cơ nguồn bệnh là từ đâu thì từ đó mới có các giải pháp hiệu quả, ông Nhân nói thêm. Tin cho hay, trong 3 ngày qua, có hơn 18.000 dân từ Đà Nẵng về Thành phố Hồ Chí Minh bằng đường hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất. Được biết, Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị các quận huyện chủ động rà soát, kiểm tra, xác minh trong cộng đồng dân cư những người đến từ Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 7 hiện đang có mặt ở thành phố để áp dụng khai báo y tế. Trong khi đó, chính quyền thành phố Hà Nội yêu cầu thực hiện rà soát những trường hợp đi Đà Nẵng và trở về Hà Nội từ ngày 8 tháng 7 năm 2020. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung được dẫn lời xác định Hà Nội nơi có nguy cơ lây nhiễm cao và do đó cần ngay lập tức thực hiện rà soát những trường hợp có nguy cơ lây nhiễm từ ổ dịch Đà Nẵng. Kết quả rà soát ban đầu của các quận, huyện cho thấy có khoảng 15.000 đến 20.000 từ Đà Nẵng trở về thủ đô, Chủ tịch Chung nói. Mọi người tự giác chấp hành vì chính quyền có đi rà soát cũng không thể hết. Tin cho hay, ngành y tế Quảng Nam đưa hơn 10 người đi cách ly và sẽ lấy mẫu xét nghiệm sau khi những người này đã bỏ trốn khi đang ở trong diện phải cách ly ở bệnh viện Đà Nẵng. Đây là hình ảnh sau khi phát hiện ca bệnh 416 bệnh viện C Đà Nẵng, nơi có 1.000 người bên trong đã bị phong tỏa và phun thuốc khử trùng các phòng khoa, khuôn viên bệnh viện. Nhiều người dân tin rằng số người nhiễm virus corona trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều khi những người đã tiếp xúc với các bệnh nhân mới chưa được phát hiện và xét nghiệm hết. Còn nguồn lây nhiễm ban đầu vẫn chưa được tìm ra. Và các ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán mới đang gây lo ngại về làn sóng dịch thứ hai tại Việt Nam, nơi đã không ghi nhận ca nhiễm nào trong cộng đồng suốt 99 ngày qua trước ngày 25 tháng 7. Các sinh hoạt kinh tế xã hội đang dần dần quay trở lại bình thường và Việt Nam bắt đầu nối lại chuyến bay đến các quốc gia lân cận, trong đó có nước láng giềng Trung Quốc. Và sau khi ca nhiễm đầu tiên được phát hiện trở lại, Việt Nam nhanh chóng sơ tán hàng chục ngàn du khách ra khỏi Đà Nẵng, phong tỏa thành phố, dừng mọi hoạt động vận chuyển trong thành phố cũng như ra vào thành phố này. Các tỉnh thành nhiều người từ Đà Nẵng trở về như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế cũng kêu gọi người dân đi xét nghiệm và tự thực hiện cách ly để tránh lây nhiễm ra cộng đồng. Và tình trạng viêm phổi Vũ Hán quay trở lại cũng đang gây ra quan ngại về khả năng phục hồi kinh tế của Việt Nam. Trước mắt, thành phố Đà Nẵng với trung bình khoảng 25.000 du khách mỗi ngày sẽ phải dừng mọi hoạt động dịch vụ trong 2 tuần lễ, khiến nền kinh tế của thành phố với mức sụt giảm hiện nay là 3,61% so với cùng kỳ năm ngoái càng thêm bấp bênh. Đà Nẵng đặt mục tiêu thu hút 9 triệu du khách vào năm 2020, trong đó 3 triệu du khách nước ngoài. Nhưng mục tiêu này
đang đứng trước nhiều khả năng bị phá sản vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát. Và cũng qua một đêm, hơn 1.000 người đã phải cách ly y tế, 80 ca dương tính đang được điều trị. Đây là hình ảnh công an Lào Cai hôm 27 tháng 7 đã chặn bắt 10 người Trung Quốc vượt biên trái phép đang trên đường vào Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin từ Bộ Y tế cho biết hiện Việt Nam có 16.248 người đang cách ly y tế, tăng hơn 1.000 người so với ngày 28 tháng 7. Có 80 ca mắc viêm phổi Vũ Hán đang được điều trị tại các bệnh viện, cơ sở y tế, trong đó có 2 ca nặng. Theo đó, tính đến 9 giờ ngày 29 tháng 7 năm 2020, theo thống kê của Worldometer Info, thế giới có 16.881.704 người mắc, 662.402 người đã tử vong ở 215 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có 2 tổ du lịch ghi nhận mắc viêm phổi Vũ Hán. Việt Nam đứng thứ 161 trên tổng số 215 quốc gia, vùng lãnh thổ có ca mắc trên thế giới. 6 trên 11 quốc gia có ca mắc trong khu vực Đông Nam Á. Tại khu vực ASEAN, tất cả các quốc gia trong khu vực đều có người mắc bệnh. Tại Việt Nam, 450 ca đã mắc viêm phổi Vũ Hán mà không có ca tử vong. Cũng theo Bộ Y tế, hiện dịch viêm phổi Vũ Hán tiếp tục diễn biến rất phức tạp tại nhiều quốc gia. Và đến 9 giờ ngày 28 tháng 7, thế giới ghi nhận hơn 16,8 triệu ca mắc viêm phổi Vũ Hán và hơn 660.000 người đã tử vong. Diễn biến dịch bệnh cực đoan đáng lo ngại ở một số khu vực trên thế giới xuất hiện các đợt bùng phát dịch thứ hai hoặc thứ ba. Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia vẫn là nước có số ca mắc cao. Việt Nam, Lào, Campuchia và Đông Timor là các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á chưa ghi nhận ca tử vong do viêm phổi Vũ Hán. Cũng tại Việt Nam, trong những ngày qua, dịch bệnh có diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam đã ghi nhận 34 ca nhiễm mới trong cộng đồng, trong đó có cả nhân viên y tế, song chưa tìm ra được nguồn lây nhiễm. Đáng nói là chủng virus được ghi nhận có khả năng lây lan hết sức nhanh chóng. Và nguy cơ lây lan dịch bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng và các quận Hải Châu, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn thuộc thành phố Đà Nẵng là rất cao và xuất hiện nguy cơ lây lan dịch bệnh tại nhiều tỉnh, thành phố khắp nơi trên cả nước Việt Nam. Và trước tình hình đó, từ 0 giờ ngày 28 tháng 7, Đà Nẵng đã thực hiện giãn cách xã hội. Quảng Nam cũng đã dừng một số hoạt động để phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán. Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm viêm phổi Vũ Hán đối với người trở về từ Đà Nẵng. Đồng thời, hai địa phương này cũng khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế. Đồng thời, khuyến cáo người dân tạm thời không đến các vùng có dịch để phòng bệnh. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm, ngày 30 tháng 7 năm 2020 với bản tin Viêm phổi Vũ Hán chính thức lan ra trong cộng đồng ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.